mục của câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Mai Tiên Động với điệu nhảy trên nền nhạc Hoa Của Tôi. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho đội khiêu vũ của Hoa Mai Tiên Động. Sau tiết mục của khiêu vũ của Hoa Mai Tiên Động thì sẽ là tiết mục của hội dưỡng sinh, câu lạc bộ dưỡng sinh hội người cao tuổi thôn Tứ Hạ. Xin mời tiết mục tiếp theo chúng ta chuẩn bị. Đúng là một tiết mục rất tuyệt vời, làm nóng bừng cả một sân khấu. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị dành cho câu lạc bộ Hoa Mai Tiên Động. Hãy subscribe.
Xin một tràng pháo tay không ngừng. Xin một tràng pháo tay của quý vị đại biểu quý và khán giả dành cho câu lạc bộ Khiêu Vũ Hoa Mai.